Chúng ta hỏi sao anh vẫn cứ chờ đợi em. Ta chia tay đã bao lâu, sao anh cứ như vậy? Em biết không, đôi lúc anh muốn quên hết tất cả, nhưng anh không thể kìm nén những yêu thương vùng lên. Năm tháng trôi qua, cuộc sống của anh có nhiều đổi thay, nhưng con tim của anh vẫn yêu em đến lúc này. Mới hôm qua anh vẫn nhìn thấy em mỉm cười như thế, nhưng hôm nay em đã khóc vì ai. Anh phải nhận lấy nỗi đau từ một người đến sau. Người ấy đã thay thế anh để yêu em trong lúc này mà thôi. Từ khi ta chia tay đến bây giờ anh mới biết rằng em không nhớ anh, em cũng chẳng cần ai. Từng dòng cảm xúc của em viết trong thời gian qua, em viết cho ai mà anh cứ ngỡ là cho anh. Em ơi anh đã làm thật rồi, hai ta kết thúc lâu rồi. Và em không còn yêu anh. Năm tháng trôi qua, cuộc sống của anh có nhiều đổi thay, nhưng con tim của anh vẫn yêu em đến lúc này. Mới hôm qua anh vẫn nhìn thấy em mỉm cười như thế, nhưng hôm nay em đã khóc vì ai. Anh phải nhận lấy nỗi đau từ một người đến sau. Người ấy đã thay thế anh để yêu em trong lúc này mà thôi. Từ khi ta chia tay đến bây giờ anh mới biết rằng em không nhớ anh, em cũng chẳng cần ai. Từng dòng cảm xúc của em viết trong thời gian qua, em viết cho ai mà anh cứ ngỡ là cho anh. Em ơi anh đã làm thật rồi, hai ta kết thúc lâu rồi. Và em không còn yêu anh. Nỗi đau người ơi không còn nhiều. Em yêu người ta bỏ lại. Thời gian qua em biết cho ai mà anh cứ ngỡ là cho anh. Em ơi anh đã làm thật rồi, hai ta kết thúc lâu rồi. Và